Mời cả nhà ăn sáng mì gói với là rau phần thừa trong tủ lạnh, mình rửa ra thấy nó cũng còn tươi nên mới ăn nè. Với là một ly cà phê nước dừa tươi. Là một ngày trôi qua, những cái thức ăn đồ chua này nọ cũng gần hết, và cái ngày về Việt Nam là cũng đã gần tới. Nhiều cảm xúc hỗn độn. Sáng dậy là Huy thường thường check YouTube á, để Huy đọc comment mọi người. Dạo này Huy thường trả lời ở trên video luôn, cho Huy không có trả lời bằng chữ, tại vì mấy bữa có mấy mọi người góp ý là Huy cần phải tương tác với khán giả thì Huy cũng có tương tác, mà Huy trả lời bằng chữ. Còn giờ Huy trả lời tương tác hơn, để theo ý kiến của mọi người thì Huy trả lời với mọi người luôn. Cái clip mới này Huy thấy mọi người comment này, clip mà Huy đổi tiền cắt á, đổi tiền cắt xong rồi xong rồi mới mua gói mì này nè. Đúng rồi, đổi tiền cắt xong mua gói mì, đúng rồi, xong rồi mới mua mấy cái kẹo rồi đó nè mọi người. Để Huy ăn vừa ăn vừa trả lời nha mọi người. Không dám bấm qua quảng cáo luôn á, để không biết mình để cái tiếng nhỏ nó mình không biết được không. Nên anh chị hương vị cuộc sống là tiếp tục comment Huy đại gia tiếp nè, nhưng mà Huy im luôn, Huy không có phản bác, là tại vì cũng chị anh chị các comment cũng vui, nhưng mà Huy đối với Huy nếu mà nói vậy thì Huy đồng ý, tại vì Huy đại gia, nếu mà về đại gia là đại gia về trái tim hoặc là về những cái hành động của mình thì Huy chấp nhận nha. Đó, Huy chấp nhận Huy là đại gia. Đã có những cái trường hợp đó đối với những người mà Huy yêu thương, và những cái trường hợp mà Huy yêu thương là Huy gần hết tiền mà dạng như trong túi không còn, mà Huy mà quý ai hoặc là gì Huy thấy gì đó là Huy là moi hết tiền luôn á, Huy cho người ta hoặc là mời người ta ăn, là có đó mọi người, là Huy là đại gia, là như vậy Huy đồng ý nha. Chứ mà Huy nếu mà mọi người không tin là Huy đổi tiền cắt xong rồi Huy trong thẻ còn bao nhiêu đó hoặc là gì đó, là không tin hoặc là không có nghĩ thôi là vậy thì tùy mọi người nha. Tại vì mọi người có thể suy nghĩ theo cái quá khứ cái gì và comment theo cái ý kiến của mọi người thì mình không có thể trách được. Nhưng mà rồi có anh Chiến rất là hay comment nè, anh Chiến rất là hay ủng hộ Huy nè, nói là Huy đừng có xếp đồ hết, quay lại Thái Lan đi cho buồn. Rồi ảnh ảnh hôm nay ảnh comment là Huy không nghèo đâu. Huy nghĩ là ảnh comment ý của ảnh là Huy không nghèo về tình cảm hoặc là không nghèo về những cái nghĩa bóng á, cho Huy đang nghèo thiệt nha. Nhưng mà người ta nói á, là nghèo thì người khác khinh, mà giàu á, thì người khác người ta giàu thì ghen, ý là ghen tị. Mấy cái đó thì mình những cái mặt tối của xã hội thì
thì mình không có nói ra, nhưng mà thiệt ra là có đó, nhưng mà mình luôn vui tươi và tích cực nha. Nhưng mà ảnh comment gì á, Huy không nghèo đâu là đúng, tại vì Huy đổ trên cắt được tới 2.000 mấy là được 1.400.000, xong Huy mua mì gói, Huy mua kẹo, rồi Huy cũng ăn uống ngon lành. Rồi chị Thu Dung Vũ là xem hết quảng cáo nha em cảm ơn chị đã comment vậy em vui ghê luôn á. Rồi có để Huy coi được có ai comment gì nữa không. À, Huy cứ bật quảng cáo ít phí cũng đỡ, chứ ở một mình khó khăn nhiều việc. Tiểu Hàng là cảm ơn Tiểu Hàng. Do cái clip đó nó bị gì đó, giống như là do cái chân ngồi gác lên hay sao, người ta tưởng không mặc quần. Clip mà Huy trả lời comment mọi người á, xoa bóp dầu gió. Xong để Huy coi là có ai comment gì nữa không. Vui vẻ lên em à, có ai comment gì á, Huy quên. Có ai comment là sao không quay với mấy bạn Thái gì ở đâu ta, ý là nói là sao Huy không có quay với mấy bạn Thái đi cho vui á. Người nè, Huy coi thử ở đâu ta. Nói chung là có ai comment nói sao Huy không quay với mấy bạn Thái đi cho vui, thì mấy lần Huy quay á, Huy quay với mấy bạn, Huy quay cho mọi người coi á, thì quay á, nhiều khi cũng Huy đâu có nói là Huy thích ai đâu. Rồi áo cặp áo đơ là do mua vô tình này nọ, chứ Huy cũng đâu chưa công khai là có yêu ai hoặc là quen ai mới hết á. Mà bạn không à, Huy đâu có thích ai đâu, nói thiệt luôn á. Mà thiệt ra là mấy ngày nay là có gặp bạn, có rủ Huy đi á nhiều lắm mà Huy cũng không có up luôn á, tại vì mấy bữa Huy up á thì mọi người nói á là đi với nhiều người á thì không tốt, rồi suy nghĩ này nọ cái hơi nhát luôn, mà thiệt ra bữa giờ có quay mà cũng làm biến úp luôn mọi người. Cho bạn là rủ Huy mà Huy cũng không có gặp, không có úp á, chứ không phải là không có đi, không có quay, không có muốn quay cho mọi người, ý là không phải là không muốn quay úp lên cho mọi người, mà có quay mà nhiều khi cũng buồn á, với là Huy cũng đang sắp về cũng buồn, cũng không có thời gian mà chia sẻ nhiều, mà cũng úp lên thì cũng ngại nói. Nói chung á là mình, cái đây là cái mặt trái của cái nghề mình, là giống như là mình làm một cái vấn đề gì là sẽ bị nhiều luồng ý kiến rất là mệt, và Huy cũng là một cái người mà up lên cho mọi người biết để cho mọi người hiểu hơn, chứ Huy cũng chả có vấn đề gì hết á, chả có vấn đề là phải nói nặng nói nhẹ gì hết á, chỉ nó muốn cho mọi người hiểu hơn về cuộc sống thôi. Có nhiều người chưa có biết á thì người ta nói những cái lời nói đôi khi có thể là giết chết một cái trái tim của một cái người mà nhạy cảm, nhưng mà Huy cũng quen rồi. Hôm qua mới gặp rồi đó, mấy bạn rủ Huy đi á, Huy đâu có quay. Rồi có mấy bạn ga lăng đồ này nọ, mà đợt này mấy bạn không có tiền đó là Huy 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 cũng không có tiền, nhưng mà Huy im, Huy không có nói ai biết hết đó. Bạn nó không có tiền chỗ Huy dẫn đi ăn, Huy trả tiền hết luôn, Huy trả là hết. Rồi Huy còn muốn cho bạn tiền thêm đồ này nọ nữa, mặc dù là mình không có, mà mấy đợt trước mà Huy không chia sẻ, nhưng mà nói thiệt là ý là Huy nói là có người comment Huy đại gia là đại gia như vậy á, Huy có thể cho đi, mặc dù Huy trong ví Huy là còn nhiều đó là có thiệt. Rồi trong hồi bữa tưởng còn 250 đô thì Huy chia sẻ hết đó, tưởng còn 250 đô cho ai ngờ móc moi ra là 200 đô chứ không phải 250. Ba mươi chưa phải là hết, 31 là gì đó, đừng có vội mừng. Nói chung cuộc sống là luôn ở trạng thái mà ổn định và mọi thứ nó nó tương đối nhất có hơn.
nhưng mà Huy nói thiệt á, Huy phải la lên mọi người coi giùm là, hoặc là ngày nào Huy cũng ăn cơm, ăn cháo, ăn yến mạch, ăn mấy cái đồ trong nhà quần quần hoài vậy nè, là không có ai mà làm như vậy đâu. Người ta có tiền người ta không làm vậy đâu, mà thiệt ra cũng có những người có tiền người ta làm vậy đó, có thiệt. Nhưng mà đối với Huy, nếu mà Huy có tiền là Huy không làm vậy, tại vì mọi người biết sao, khi Huy có tiền là Huy mua đồ nè, mua đồ rồi nè, lúc áo rồi nè, Huy có chia sẻ hết mà, lúc này Huy có việc riêng này nọ chia sẻ hết. Mà có những cái người người ta cũng ăn mì gói này nọ, người ta để làm chuyện lớn, hoặc người ta cho tiền người khác là có đó, người ta cho tiền người khác, hoặc là người ta mua nhà mua đất, người ta suy nghĩ được những cái điều lớn. Huy là không có nha, tại vì Huy không có được. À, các bạn vô comment nói Huy cho, hay là giờ buông hàng Thái đi, thấy nhiều YouTuber cũng làm mà Huy nói trời ơi, tiền đâu mà lấy hàng, đâu có tiền đâu, tưởng Huy nói xào hả, người ta cười quá trời. Huy nói giờ Huy bán nước mía thì được, chắc là về Việt Nam bán nước mía quá. Xong rồi bạn nó comment ở bên nước bển Thái bán nước mía 100 bạc một chai đó, mà cũng đúng, có chỗ bán 100 bạc thì hồi bữa Huy cũng mua luôn, nhưng mà lương một ly là 20 bạc, hồi bữa mua có 20 bạc, mà sẽ có một chỗ bán 80 và một chai có chỗ 100 bạc. Mấy chỗ du lịch đó, nói chung là đi du lịch ở đâu cũng vậy đó, phải gặp này gặp nọ chứ, mình lúc nào cũng gặp ngon lên thì sao được mọi người, đi chơi mà, ngay cả Việt Nam mình cũng vậy, ở bên đây cũng có chứ không phải không đâu. Ở bên đây nhiều khi Huy đi chơi một mình đó, Huy đâu có tâm sự đâu, đương nhiên phải gặp những cái trường hợp này nọ, ở đâu cũng có người này người nọ, nhưng mà ở bên này ít hơn thiệt là có, tại vì ở bên này người Thái đa số cũng hiền lắm mọi người, nhưng mà ý là cũng có những cái trường hợp ấy, nhiều khi đi một mình thì đâu có tâm sự đâu, cũng ở những cái chỗ cũng cũng ấy chứ bộ, nói chung là có sao không. Nhiều khi đi chơi họ người ta cười, đi với ai vậy, đi ai vậy, vừa trả lời đi một mình, đi gì à, đóng cửa, tới giờ đóng cửa rồi. Người ta coi được mình đi với ai để người ta mới chửi, mình đâu có biết giờ đóng cửa đâu, thấy cũng còn người ngồi trong đó. Nhiều lúc mình cũng tuổi thân ở ở đâu vậy, mình đâu phải người Thái, mình đâu phải là người Thái chính gốc đâu mọi người, nhưng mà Huy rất là thích ở bên đây cho nên Huy mới buồn là như vậy. Huy rất là thích, chứ là biết sao, ở bên Thái lâu rồi quen rồi mọi người. Nhiều khi ở bên này ra Huy đâu có biết lúc mà mới qua, hoặc là nhiều khi có những cái trường hợp Huy đâu có biết, Huy cũng giống như tiền cắt 25 bạc hôm qua Huy đổi đó, Huy nói mọi người ở bên đây không có sai đó, trong đó 71 người ta thối lại, Huy đâu có biết, hồi đó Huy đâu có biết đâu, Huy lấy 25 bạc đó, tại Huy có những cái lúc Huy không có tiền thì Huy ra Huy mua Shopee đỏ này nọ đó, Huy dồn 25 bạc mua, Huy đưa tờ 10 bạc 10 bạc, xong rồi có mấy tờ 25, xong người ta nói không có bán, người ta thấy mình lấy tiền đó đưa cho người ta cái người ta không bán cho mình. Nhiều khi mình cũng muốn khóc chứ bộ, do mình đâu có biết đâu chứ không phải là Huy ấy đâu. Nhưng mà những cái trường hợp là do Huy không biết chứ không phải là gì, chứ không phải là người ta nha mọi người, ý là bên Thái người ta rất là vui vẻ và hiền, nhưng mà ý là Huy nói là đi chơi những cái chỗ ấy thì mình phải chịu, đôi lúc mình phải chịu thôi, mình phải chịu cái giá cả hoặc là cái gì đó, đôi khi phải bắt taxi hay là gì đó, ở đâu không có.
cái mặt về Việt Nam giờ là có một cái vết vết sẹo thời gian cùng với những nếp nhăn, những con mắt của anh thâm cho ta biết thù hận, những con mắt bạc tình cho ta đời lặng câm. Những mắt biết cỏ non nuôi cây trái địa đàng, những con mắt cho ta đời hỏi han. Ngày già đi với gió, đêm buồn với âm u, đúng không? Đêm buồn với âm u, nhìn ban ngày vui vẻ cười cười nói nói, ban đêm cũng cười cười nói nói luôn. Cái đêm cũng không có khóc đâu nha, phải tích cực. Nói cho mọi người coi, không bảo quảng cáo giùm Huy nha. Huy đang chờ từng ngày để review Paris by Night cho mọi người coi nè. Ngày qua ngày gió thét gào vì em hững hờ. Đừng bỏ qua quảng cáo giùm Huy đi đi, Huy luôn chờ. Wow, uống ly cà phê cái nó tỉnh liền hả? Tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền. Huy về Việt Nam là Huy quay về quê, Huy quay Phú Yên cho mọi người coi nha. Thấy Phú Yên là cũng được, bây giờ cũng được nhiều người muốn đi coi lắm á. Bây giờ thấy nhiều người cũng đi Phú Quý, từ Phú Yên mà đi Phú Quý làm clip. Nhưng mà thiệt ra đâu có ấy đâu đi, đâu có lúa đâu đi. Cho nên là Huy về Huy ở, ăn nhờ ở đậu ba mẹ Huy. Tên mọi người đừng chửi Huy, người con bất hiếu. Vì ăn nhờ ở đậu không giúp được gì cho cha mẹ. Huy cố gắng Huy quay cho mọi người coi nha, mọi người ủng hộ Huy nha. Là Huy sẽ có việc làm đó, rồi từ từ lỡ mai có được chút chút thì lấy hàng Thái đăng lên YouTube bán thử có được không. Không được thì bán nước mía, bán cà phê ha. Bán cà phê nhỏ nhỏ, mở cái xe được không? Mở cái xe trước nha, hồi du Phú Yên á, mọi người đi Phú Yên du lịch á, xong mọi người vô uống nước cà phê, nước chanh tắc xả bạc xỉu, chanh dây. Mình sẽ uống chanh dây nhiều khi tự nhiên nó mệt, nó tuột lên chỗ đây nè, nó đau cái lưng, người ta giống như ăn bột ngọt á. Uống Coca Cola cũng vậy, còn uống cà phê vô thấy đâu có bị đâu, mà uống cà phê vô cái tỉnh liền. Giờ đi xin mấy cái thùng cạc con để bỏ mấy cái đồ này vào, chứ ngày nào cũng không có sức xếp không được. Còn một chút rau để ăn bánh tráng với cơm trắng và trà bông. Không ai hành hạ bản thân mình ăn ngày nào cũng ăn những món này đâu. Nếu mình có tiền thì mình không làm vậy đâu. Nhưng mà cũng có những cái vui lắm, để cho coi nè. Nhưng mà tụi gặp mình là mình không có làm. Có nó có những cái người tỷ phú làm bằng cái nghề đó đó, để thấy trên mạng đâu này nè. Đâu ta đây nè. Người ăn xin giàu nhất thế giới có 1 triệu đô, vài bất động sản đó, ghê chưa, đọc tin nè. Tên là Bharat Chen. Ghê ghê. Nhưng mà mình không có như vậy nha mọi người, mình đang thiệt như vậy đó. Không có ai mà ăn uống như vậy đâu. Ăn là đâu có ói ra được, móc hồng ra ói rồi ăn nó khác ngon. Vô hỏi làm gì chứ cho cực vậy, có tiền tôi mấy bữa có tiền tôi cũng là quay mua đồ mua mà tôi đâu có gì. Tôi chỉ xin mọi người đừng bỏ qua quảng cáo giùm Huy nha. I love you bạc bạc. Huy đi xin mấy cái thùng cạp tông rồi, Huy để đồ vô. Có nên giặt đồ không ta? Giặt đồ để cho nó nhẹ bớt cái bụi bẩm, để bỏ vô vali nó nhẹ ký, xách đi cho nó nhẹ. Chào tạm biệt mọi người tại đây nha. Cảm ơn mọi người.